Xin chào toàn thể mọi người đã đến với kênh YouTube của Hưng. Thì rất mong mọi người ủng hộ những lượt like và những lượt đăng ký kênh để giúp chúng ta tương tác thêm. Nhiều anh em nào chưa biết có thể biết đến Hưng để lắm thêm những cái phụ kiện audio rất là chất lượng và giá cả để phù hợp cho anh em. Thì cái nút đăng ký kênh nó nằm ngay bên tay phải, anh em chỉ cần ấn vào thì sẽ nhận được nhiều thông báo của Hưng. Những cái video mới nhất của Hưng sẽ thông báo đến cho anh em để anh em nắm bắt về những cái món phụ kiện âm thanh, những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng mà giá cả lại hợp lý để cho anh em sắm và nâng cấp cho bộ dàn. Thì ngày hôm nay là Hưng làm một video, là muốn giới thiệu đến quý vị, một dòng dây bãi của Nhật. Nhưng mà trước khi mới giới thiệu cho quý vị cái dòng dây bãi này, thì mình sẽ cho quý vị xem một cái loại dây. Đây, camera man có thể quay giúp mình vào trong này. Thì nhiều anh em bảo Hưng, bảo là em có dòng dây này không? Đây là dòng dây Monster nhá quý vị nhá, Monster của Mỹ. Đây, đầy đủ để cho quý vị xem đây. Monster USA. Đấy, nhiều anh em hỏi dòng dây loa Monster USA. Đấy, thì hiện tại là dòng dây này thì hiện tại là mình đang làm dây điện nhá quý vị nhá. Đấy, quý vị có thể thấy là hiện tại mình đang làm dây điện. Đấy, anh em nào thích lấy dây điện này để làm dây loa thì mình có thể tặng cho anh em. Đấy, Monster nhá, Monster của Mỹ quý vị nhá. Đấy, đây là dòng dây điện Monster của Mỹ. Đấy, anh em nào cần làm dây loa thì anh em có thể là chơi thằng này. Còn ở đây thì Hưng bán dây loa, Hưng không bán dây điện nhá quý vị nhá. Đấy, Hưng bán dây loa. Thì ngày hôm nay là Hưng giới thiệu đến quý vị cái dòng dây loa này, giá cả thì rất là hợp lý để cho quý vị nâng cấp cho bộ dàn. Chất âm thì nó sẽ sáng và có giải trầm, nó rất là gọn gàng, sâu. Thì đây, để Hưng tuốt cho quý vị xem. Thằng này là một thằng dòng dây bãi của Nhật quý vị nhá. Dây bãi của Nhật, Hưng nhập theo lô này, Hưng nhập theo những cái lô gỗ này, rất là lớn quý vị có thể thấy. Nó đóng vào những cái lô rất là lớn và gửi từ bên đó về cho mình. Đấy, mình gửi chuyển phát về cho mình qua đường cảng nhá quý vị nhá. Đấy, rất là nhiều, mình nhập rất là nhiều. Đây chỉ là công ty thôi, đấy, chi nhánh thôi, chứ thực ra thì mình để hết ở dưới kho, mình có kho riêng để chứa những loại dây này. Đấy, hết thì mình lại mang lên để giới thiệu đến anh em, để cho anh em có những cái phụ kiện âm thanh nó chất lượng, đấy, hợp lý, giá cả nó vừa phải, đấy, không quá đắt nha quý vị nhá. Đấy, ngày hôm nay thì Hưng giới thiệu quý vị cái dòng dây này của Nhật, bãi Nhật. Đây quý vị phải thấy. Đây, vỏ này, vỏ rất là cứng. Thà luôn cái vỏ này mà quý vị mà để chuột cắn thì Hưng sợ chuột nó sẽ gãy răng. Đấy, thế nên là đừng để chuột cắn, không gãy răng chuột. Đấy, vỏ rất là chắc quý vị nhá, vỏ rất là chắc. Và bên trong nó được uốn, nó cuốn đều như này. Đấy, cái kết cấu quý vị phải thấy là nguyên cái kết cấu của nó này. Đấy, rất là đều đặn. Và chúng ta bỏ ra. Bỏ ra, đây. Hai cái lõi này là hai cái lõi quan trọng nhất quý vị nhá. Tiết diện của mỗi lõi này, tiết diện mỗi cực này nó rơi vào khoảng hơn 2 ly quý vị nhá, hơn 2 ly. Tiết diện mỗi cực. Và Hưng sẽ tuốt ra. Cái này thì rất nhiều anh em đã mua về để làm dây hát karaoke, đi dây phòng hát rất là xa nha quý vị nhá. Anh em lấy toàn 10 mét này, 20 mét này, thậm chí là 30-40 mét, rất nhiều anh em lấy với số lượng cực kỳ lớn để anh em đi dây phòng karaoke hoặc là đi dây ở nhà. Với cái chiều dài xa, không sợ bị suy hao tín hiệu quý vị nhá. Đấy, quý vị có thể thấy là rất nhiều các tép đồng. Rất nhiều các tép đồng, đây, quý vị để ý kỹ nhá. Rất nhiều các tép đồng. Đây, để Hưng tách ra để xem có mấy tép đồng nhá, để cho quý vị tham khảo. Thằng này là một thằng có chất lượng đồng cực kỳ tốt. Thế nên là cái tín hiệu âm thanh của quý vị khi chạy nó sẽ đảm bảo chất lượng, nó không bị suy hao, kể cả quý vị có DJ xa nhá. Đấy, rất nhiều anh em đã sử dụng để làm DJ phòng hát rất là xa rồi. Thế nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Dòng dây này giúp quý vị có cái giải bát cực kỳ gọn và sâu. Đây, tổng cộng là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tét nhé quý vị nhé. Tổng cộng của nó là gồm có 7 tét đồng. Đấy, được xoắn vào nhau như thế này. Và bên trong nó thì được ôm và nó xoắn vào nhau như thế này quý vị nhé. Đấy, 7 tét đồng được ôm vào nhau đều đặn xoắn trong cái lõi dây như thế này, quý vị có thể thấy rõ. Đấy, thằng này rất phù hợp cho quý vị chơi âm thanh. Đấy, thằng này thì Hưng sẽ báo giá luôn để cho quý vị nắm bắt. Thì thằng này hiện tại Hưng đang để với giá là 65.000 một mét quý vị nhá, 65.000 một mét dây bãi Nhật. Đấy, rất là phù hợp cho anh em chơi âm thanh. Tiết diện mỗi bên của nó là rơi vào 2 ly. Đấy, hơn 2 ly nhá, một tiết diện mỗi cực của nó rơi vào hơn 2 ly. Rất là phù hợp từ cái tiết diện cho đến cái chất lượng đồng.
rất là phù hợp để anh em, kể cả anh em đi dây xa cũng không sợ lo về về cái vấn đề mà suy giảm tín hiệu, suy hao tín hiệu. Thằng này chỉ có 65.000 trên 1 mét quý vị nhé, 65.000 1 mét. Hưng nhập những cái lô gỗ rất là lớn này để phục vụ anh em, nhưng mà chắc cũng không được lâu đâu. Đấy, rất nhiều anh em ưa cái thằng dòng này, rất là xịn. Và mọi người có thể liên hệ Hưng qua số điện thoại 0963411622 hoặc 0828063336. Đấy. Thì đây là dây thô nhá quý vị nhá, dây thô hoàn toàn Hưng có thể bọc da rắn. Đấy, Hưng có thể bọc da rắn, ví dụ bọc như thế này. Đấy, bọc như thế này, lên da rắn như thế này và lên rắc bình thường. Đấy, Hưng có bắp chuối, mỏ chim, càng cua, rồi là những cái rắc như kiểu rắc speck con hay quý vị hay gọi là lưu trích đấy. Đấy, Hưng có đầy đủ các loại rắc để phục vụ cho anh em. Đấy, anh em chỉ lên rắc và lên thành từng bộ như này thì rất là đẹp. Còn quý vị cứ nhân lên 65.000 trên 1 mét, 65.000 trên 1 mét này, nhân với cả số mét mà quý vị cần, ví dụ bộ 5 mét đi. Ví dụ bộ 5 mét thì quý vị nhân 65 mới là 5. Sau đó là cộng thêm với cả 200 tiền rắc, 200.000 tiền rắc là quý vị có một bộ âm thanh, bộ dây loa âm thanh cực kỳ chất lượng rồi, không cần phải quá nhiều tiền. Giá rất là rẻ, mềm mại, giá phù hợp cho quý vị lên giảm âm thanh. Và video thì hôm nay Hưng sẽ kết thúc tại đây. Thì anh em nào đang cần cái loại dây loa này để đi dây xa này, hoặc là anh em đang cần cái giải trầm nó mượt hơn này, nó mịn hơn này, mềm hơn này và xuống sâu hơn, gọn hơn, thì quý vị hãy sử dụng loại dây loa này, dây loa bãi Nhật, giá rất là rẻ quý vị nhé, rất là mềm mại, chỉ có 65.000 trên 1 mét, quý vị có thể sắm cho bộ dàn. Số điện thoại của Hưng thì 2 số và địa chỉ từng chi nhánh Hưng có để dưới phần mô tả của video là 0963411622 hoặc 0828063336. Mọi thông tin liên hệ thì quý vị có thể xem phần mô tả dưới nhé. Ngoài ra quý vị đừng quên like và đăng ký kênh. Đặc biệt hãy đăng ký kênh để thường xuyên nhận những video mới nhất của Hưng về những cái món phụ kiện âm thanh chất lượng, giá cả phù hợp nhé. Xin chào toàn thể mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.